Mỗi tuần chúng ta nên ăn bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá thì là tốt? Ngoài việc ăn tinh bột này rồi các loại rau xanh thì việc bổ sung chất đạm và chất béo cũng rất quan trọng cho cái sự hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng là mỗi tuần một người trưởng thành chỉ nên ăn từ 3 đến 3 lạng rưỡi thịt đỏ thôi để bảo vệ cái sức khỏe của tim mạch cũng như là phòng chống các bệnh về chuyển hóa cũng như là ung thư. Thứ hai là đối với cá thì lại rất nên vừa bổ sung đạm vừa bổ sung chất béo, có cái nguồn omega 3 rất là dồi dào để giúp cho sức khỏe của tim mạch cũng như là trí não. Mỗi tuần chúng ta nên ăn ít nhất 2 bữa cá, khẩu phần nên từ khoảng từ 3 lạng cho đến 5 lạng. Thế tiếp theo đấy là chúng ta cũng cần phải bổ sung các cái nguồn đạm thực vật khác, nguồn đạm động vật khác, ví dụ như là thịt trắng hay là trứng, nên khoảng từ 5 đến 6 lạng mỗi tuần. Và ngoài ra thì chúng ta nên ưu tiên là bổ sung ăn các cái loại đạm thực vật thì vẫn tốt hơn là đạm từ động vật.